Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, nhiều dấu hiệu lạc quan cho kinh tế Việt Nam 3 quý cuối năm, doanh nghiệp tin tưởng vào cải cách, lạc quan trong sản xuất kinh doanh. Nhiều tổ chức nghiên cứu về kinh tế dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt mục tiêu 6,7%. Tuy nhiên thì không chỉ những gam màu sáng, bức tranh kinh tế Việt Nam 3 quý cuối năm nay đang đối mặt với nhiều thách thức. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại những bước đệm lớn của kinh tế Việt Nam trong năm 2018, mức tăng trưởng GDP kỷ lục của quý 1. Chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch, đại diện doanh nghiệp này phấn khởi cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý đầu năm đạt kết quả rất tích cực so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lượng khách của doanh nghiệp đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2017. Thì năm 2018 thật sự phải nói là một cái năm mà nó khởi đầu cho Vlog Travel là trong quý 1 là cái lượng khách nó là đến với Vlog Travel cực đông, mà tôi tiếp những cái cuộc gọi đến cũng như là khách hàng quen gọi đến để đăng ký tour của Vlog Travel là rất là số lượng coi như là tăng gấp 2 lần so với quý 1 của năm 2017. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2018 ước tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của quý 1 trong 10 năm trở lại đây, cao hơn nhiều so với mức 5,15% của cùng kỳ năm 2017 và mức tăng 5,48% của cùng kỳ năm 2016. Bốn động lực chính của tăng trưởng quý 1, thứ nhất là ngành công nghiệp và xây dựng tăng 9,7%, trong khi cùng kỳ năm 2017 tăng 4,48%, năm 2016 tăng 7,16%. Thứ hai, ngành chế biến chế tạo với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,9%, cùng kỳ quý 1 năm 2017 tăng 7,8%, năm 2016 tăng 9,1%. Thứ ba, ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,05%, cùng kỳ năm 2017 tăng 2,08%, năm 2016 là -1,31%. Thứ tư, ngành dịch vụ tăng 6,7%, cùng kỳ năm 2017 tăng 6,36%, năm 2016 tăng 5,98%. Thứ nhất, chúng ta có thể nói rằng cái tăng trưởng GDP quý 1 2018 là chúng ta tăng được 7,38%, cao hơn với quý 1 của 2017 là 5,13%, và cao hơn cái quý 1 2016 là 5,45%. Theo Tổng cục Thống kê cho biết, một trong những nguyên nhân khiến GDP quý 1 năm nay tăng trưởng đột biến là do các giải pháp của chính phủ được ban hành kịp thời, hiệu quả. Bản thân tôi là khi khởi nghiệp mà được chính phủ coi như là quan tâm, chính quyền địa phương của quận, của Đức cũng như là của thành phố, cao hơn nữa là cấp trung ương, chính phủ thì quan tâm, đặc biệt là rất là nhiều quan tâm đến vấn đề những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Quá trình cải cách các điều kiện kinh doanh ở Việt Nam thì đã đi được những bước đi tích cực. Hàng loạt bộ đã đưa ra những chương trình rà soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh khá mạnh mẽ. Bộ Công Thương đã hoàn thành cái việc trình chính phủ ban hành Nghị định 08 năm 2018 về cắt giảm hơn một nửa điều kiện kinh doanh. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cũng đã có những cái kế hoạch cắt giảm điều kiện kinh doanh của mình. Thêm vào đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9%, cho thấy tổng cầu sức mua của người dân tiếp tục được cải thiện đáng kể. Nikkei vừa công bố chỉ số quản trị mua hàng ấy, thì tháng 3 2018 thì Việt Nam đạt 51,6 điểm. Mặc dù có giảm so với tháng 2 ấy, thì nhưng cũng là một trong hai nước Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar là có chỉ số điểm cao nhất là trên 50 điểm. Ở Myanmar hiện nay đạt con số là 53,7 điểm. Thì Việt Nam chúng ta đạt được 51,6 điểm. Như vậy có hai nước ở Đông Nam Á thì hiện nay là điểm cao nhất. Theo đại diện văn phòng chính phủ, một tín hiệu đáng mừng khi tăng trưởng đạt mức cao song lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 năm 2018 giảm 0,27% so với tháng trước. CPI bình quân chỉ tăng 2,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2017, tăng 0,97% so với tháng 12 năm 2017 và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước. Với mức tăng GDP quý 1 cao nhất trong 10 năm trở lại đây, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đều rất lạc quan với tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 có thể đạt được mức trên mục tiêu đề ra 6,7%. Ngay sau đây mời quý vị đến với ghi nhận của chúng tôi. Thông thường, chỉ số tăng trưởng GDP quý 1 đều thấp hơn nhiều so với các quý còn lại trong năm.
Tuy nhiên, với mức tăng 7,38%, tăng trưởng GDP quý 1 năm 2018 là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Với kết quả này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 ở mức từ 6,7% đến 8%. Rất quan trọng của cái động lực tăng trưởng năm nay đó là kết quả của cái nhà nước kiến tạo và kết quả của phương châm 10 chữ của chính phủ thực hiện trong năm nay, đó là liêm chính, đó là hành động, đó là sáng tạo, thì đã tạo cho toàn bộ nền kinh tế bắt tay vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm nay. Ngay sau khi công bố chỉ số tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2018, các tổ chức trong nước cùng đều dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra 6,7%. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR cho rằng mục tiêu tăng trưởng sẽ ở mức 6,83%. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo con số này ở mức 6,67%. Tôi cho rằng đây là một xu hướng kinh tế phục hồi một cách rõ nét và tương đối vững chắc dựa vào trên cơ sở những cái cải cách cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh Việt Nam. Từ đó cho nên nâng cao được năng suất, nâng cao được hiệu quả, nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Và khi mà anh nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thì cái nó sẽ thay đổi cái cơ cấu kinh tế, và trong cái cơ cấu kinh tế đó thì có cơ cấu xuất khẩu và nhập khẩu. Đặc biệt, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2018 lên 7,1% thay vì 6,3% trước đó. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cũng nhận định tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô dự kiến tiếp tục được duy trì bền vững trong trung hạn. Được hỗ trợ bởi năng lực quản lý kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế sẽ bứt phá trong năm 2018. Nhờ đó, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất của khu vực. Tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi sự mở rộng mạnh mẽ lĩnh vực chế tạo và xuất khẩu, gia tăng tiêu dùng nội địa, dòng vốn đầu tư dồi dào của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, cũng như cải thiện lĩnh vực nông nghiệp. Tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chính phủ thống nhất mục tiêu phấn đấu đạt tối thiểu 6,7% và cố gắng đạt cao hơn để tạo đà cho năm 2019 và các năm tiếp theo. Do đó, chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tuyệt đối không hài lòng, tự mãn với những kết quả đã đạt được, cần phải kiên trì, khẩn trương thực hiện hiệu quả các giải pháp tại nghị quyết số 01 của chính phủ, đề xuất giải pháp phù hợp với những kịch bản diễn biến mới. Thủ tướng cũng đưa ra rất nhiều những cái nhóm giải pháp để tập trung cho chỉ đạo điều hành. Đó là giao cho các bộ trưởng, giao cho các chủ tịch, các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các tập đoàn, tổng ty, nhà nước, yêu cầu các cơ quan là phải xây dựng được cái kế hoạch tổ chức thực hiện cái kịch bản của ngay bộ địa phương mình, đơn vị mình, thế và đưa ra những cái giải pháp quyết liệt, vấn đề cải cách, vấn đề đổi mới, rồi ngay cả vấn đề liên quan đến cái quản lý chặt chẽ đầu tư công, giảm chi phí thường xuyên, và đặc biệt là tăng cường đối thoại các doanh nghiệp để giải quyết những vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp. Đánh giá cao tinh thần chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, nỗ lực đốc thúc sản xuất, điều hành của các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đều dự đoán, nếu các chính sách từ phía cùng phát huy hiệu quả tích cực, thì tăng trưởng kinh tế 2018 có thể đạt mức trên mục tiêu đề ra 6,7%. Thưa quý vị, bên cạnh tín hiệu lạc quan, bức tranh sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2018, ba quý cuối năm nay vẫn nhiều thách thức lớn, nổi bật là sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, gánh nặng thuế phí, thời gian thực hiện thủ tục vẫn kéo dài, quản lý chuyên ngành vẫn đang là gánh nặng lớn của doanh nghiệp. Một thực trạng đã kéo dài gây khó cho các doanh nghiệp trong nhiều năm qua, sẽ tiếp tục là thách thức lớn là quản lý chuyên ngành vẫn đang là gánh nặng của doanh nghiệp. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhiều mặt hàng không cần thiết kiểm tra chuyên ngành vẫn phải chịu kiểm tra. Số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành lớn và có xu hướng ngày càng mở rộng. Quản lý chuyên ngành chưa thống nhất giữa các bộ ngành. Thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành tuy giảm hơn trước nhưng vẫn còn dài, dẫn tới nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Chi phí lưu kho bãi, phạt hành chính do chậm thông quan, lỡ cơ hội kinh doanh.
Cụ thể ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này với Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Trị. Đại diện trung tâm cho biết, thực trạng này đang gây khó cho doanh nghiệp, làm tốn kém thời gian và chi phí của doanh nghiệp trên địa bàn. Chẳng hạn như đối với các lô hàng lẽ ra đã có cái hợp chuẩn của quốc tế và đã có cái nguồn gốc xuất xứ thì chúng ta không nên kiểm tra, không nên kiểm định về chất lượng nữa, bởi vì nó bản thân nó đã được kiểm định rồi, được kiểm tra rồi, chúng ta chỉ xem xét trên mặt giấy tờ mà thôi. Tuy nhiên hiện nay thì gần như cũng đang phải kiểm tra lại, cho nên doanh nghiệp bị kiểm tra nhiều lần. Là rất là tốn kém. Về quản lý chuyên ngành mà chúng ta đã nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua, vì đây là một trong những cái yếu tố mà cản trở cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là giao thương, xuất nhập khẩu và tham gia các hiệp định thương mại của Việt Nam. Và chúng có một thực tế rằng là cái số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành đang ngày càng nhiều và số lượng đang ngày càng lớn. Bên cạnh đó, một thách thức lớn cho doanh nghiệp ba quý cuối năm là trở lực về điều kiện kinh doanh. Các chuyên gia nhận định về thống kê số lượng điều kiện kinh doanh bãi bỏ, sửa đổi. Một số bộ còn gộp số bãi bỏ và sửa đổi để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Số bãi bỏ thấp xa so với yêu cầu, sửa đổi là chủ yếu. Nhiều điều kiện sửa đổi chỉ về câu chữ, không phải đơn giản hóa. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là quá trình thay đổi này vẫn chưa diễn ra một cách mạnh mẽ và đồng đều ở khá nhiều bộ ngành khác. Và rõ ràng là thời gian tới thì cần phải có những cái giám sát, những cái thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Thì trong cái điều kiện kinh doanh của chúng ta hiện nay vẫn còn có một thực tế là điều kiện kinh doanh chồng lên, tức là gồm có rất là nhiều các điều kiện kinh doanh ở nằm bên trong đó. Ví dụ như một điều kiện nhưng có thể chứa đựng rất là nhiều các cái nội dung ở bên trong. Không chỉ những gánh nặng trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam đang bổ vây những khó khăn với thị trường nước ngoài khi mà chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng và ngày càng gay gắt. Thì ở đây rõ ràng là có sự thay đổi chính sách tương đối đột ngột. Trong 70 năm vừa qua, kể từ khi chúng ta chứng kiến sự ra đời của Hiệp định Thuế quan và Thương mại GATT năm 1947, thì toàn thế giới cũng như các thành viên của GATT và sau này là của Tổ chức Thương mại Thế giới đã đi theo xu thế là tự do hóa thương mại. Và cái xu thế đó càng ngày càng mạnh và trở thành một xu thế mà mọi người hay gọi là toàn cầu hóa nền kinh tế. Thì đến giờ phút này rất đột ngột chúng ta chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ cũng như là của chủ nghĩa biệt lập tại một trong các đối tác thương mại lớn nhất trên toàn cầu, đó là ở nước Mỹ. Bảo hộ thương mại và các biện pháp phòng vệ từ các nước. Khi mà Donald Trump có đưa ra một số những cái bảo hộ, khi mà đưa ra cái chủ trương vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thì có thể nói là chúng ta cũng nhìn nhận một cái xu thế các nước lớn là có cái xu thế bảo hộ, rồi những cái điều chỉnh cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đương nhiên là các nhà đầu tư của Mỹ cũng có cái việc là quay trở lại Mỹ đầu tư thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh việc đối mặt với chủ nghĩa bảo hộ và phòng vệ thương mại của các nước, kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sản xuất nông nghiệp đã dần ổn định và có bước tăng trưởng, nhưng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Mới đây, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2018 với những dự báo cụ thể về triển vọng kinh tế Việt Nam 2018. Phóng viên kênh truyền hình VTV đã có cuộc trao đổi với ông Eric Zwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam để có cái nhìn tổng quát về triển vọng kinh tế Việt Nam 2018. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của truyền hình VTV. Thưa ông, tăng trưởng quý 1 năm 2018 của Việt Nam đạt mức 7,38%. Ông có đánh giá như thế nào về mức tăng trưởng này? Đó là một con số thực sự ấn tượng, gần 7,4% cho quý 1. Nó cao hơn nhiều so với kỳ vọng. Thực tế là chúng ta đã nhìn thấy đà tăng trưởng này từ nửa cuối năm 2017. Và khi ở nửa cuối năm 2017, tăng trưởng của Việt Nam đã vượt ngưỡng 7%, và sang đến quý 1 năm 2018, chúng ta đã thấy được một con số tăng trưởng thực sự tốt. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận, đây là một sự tăng trưởng có nền tảng, bởi hầu hết các ngành chủ lực đều có sự tăng trưởng tốt. Nông nghiệp tăng trưởng rất tốt, ngành chế tạo, các ngành công nghiệp có liên quan đều tốt, xây dựng cũng có sự biểu hiện tương đối tốt, và tất nhiên không thể không nhắc đến các ngành dịch vụ, tăng trưởng cũng rất tốt, đặc biệt là thông qua ngành du lịch. Như vậy có thể thấy, tất cả các ngành đều có mức độ tăng trưởng tốt, nên đóng góp rất hiệu quả vào tăng trưởng của nền kinh tế. So we, I think, in a sweet spot, as we call it.
Vậy trong 9 tháng còn lại của năm, đâu là những động lực và thách thức cho kinh tế Việt Nam? Tất nhiên là thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao giữ vững được đà tăng trưởng này để có thể tiến lên, bởi Việt Nam hiện đang tiến đến chạm vào một mốc tăng trưởng khá cao. Do vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc để làm sao áp lực về phía giá cả không tác động lên nền kinh tế. Rồi là những vấn đề về kinh tế vĩ mô không làm giảm đà tăng trưởng này. Nhưng tôi phải thừa nhận, chính phủ Việt Nam đang làm mọi việc khá tốt. Vai trò điều hành của chính phủ rất quan trọng và đóng vai trò then chốt trong các chính sách kinh tế vĩ mô. Đây là điều không thể phủ nhận. Có ba điều mà tôi nhận thấy ở chính phủ Việt Nam. Thứ nhất, chính phủ phải làm thế nào để kinh tế vĩ mô được ổn định, và điều này rõ ràng đã được ghi nhận trong thực tế vừa qua. Thứ hai, chính phủ là người làm cho môi trường đầu tư kinh doanh được hanh thông và thuận lợi. Thì rõ ràng, điều này rất đúng với chính phủ và môi trường kinh doanh của Việt Nam trong thời gian qua, khi mà năm ngoái, Việt Nam đã tăng khá nhiều bậc trong các bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh, cũng như môi trường kinh doanh trên thế giới. Và thứ ba, thông qua báo cáo Phát triển châu Á 2018, chúng ta lại càng thấy được vai trò của chính phủ trong việc nâng cao được kỹ năng của nguồn nhân lực. Thách thức cho chính phủ Việt Nam trong thời gian tới là phải làm thế nào để tiếp tục có thể có được những chính sách hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Điều này quan trọng đối với Việt Nam bởi thị trường lao động những năm tới đây sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn, và Việt Nam sẽ phải làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của thị trường, không chỉ về số lượng mà còn chất lượng của nguồn nhân lực. Thưa ông, dự báo của IDB về kinh tế Việt Nam trong năm 2018 như thế nào? Và ông có khuyến nghị gì để Việt Nam có thể duy trì đà tăng trưởng trong trung và dài hạn? Về năm 2018 ở Việt Nam, như chúng ta đã thấy một bức tranh tăng trưởng thần kỳ của quý 1 vừa qua. Do vậy, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể giữ được đà tăng trưởng này trong suốt cả năm hay không? Cá nhân tôi thì nghĩ rằng hiện giờ vẫn còn hơi sớm để có thể đưa ra những con số cụ thể cho cả năm. Dĩ nhiên, Việt Nam đang có một thuận lợi là đà tăng trưởng từ nửa cuối năm 2017 kéo sang quý 1 năm nay và hy vọng vẫn tiếp tục giữ vững cho đến quý 2. Nhưng tôi cũng thấy rằng một khi tăng trưởng cao như vậy thì những rủi ro cũng sẽ rất cao từ giờ đến cuối năm. Và mọi người có thể thấy manh nha về rủi ro tăng trưởng giảm cho năm 2019 có thể bắt đầu. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng chúng ta hiện chưa nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu giảm nào trong các bảng xếp hạng về mức tăng trưởng giảm. Điều mà chúng ta quan tâm là liệu rằng có bất kỳ sự tăng trưởng quá nóng nào không mà thôi. Một lần nữa rất cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.